chào tất cả các ông bà cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà. Thì hôm nay á, buổi trưa á, hai chị em có một cái nồi chè nè, chè đậu trắng nha. Mẹ có nấu hồi sáng á. Mẹ có nấu hồi sáng á, rồi bây giờ chị hai chị em sẽ lên trên xuống trên bán cho cô chú để buổi trưa ăn nha. Rồi. Nồi chè đậu trắng rất là hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Trong này là có đậu trắng nè, nếp nè, với lại phai cao nữa nha cả nhà. Bên bé Dương thì sẽ để nước cốt dừa. Mình để nước cốt ở lớp dưới sau chị Ba để cái phần chè nó lên, rồi mình cho thêm giá nữa cho béo nha cô chú. Đây, mỗi một ly gì là nhiêu tiền Dương ơi? Nhiêu tiền? 5.000 5.000 thôi, đậu trắng đi 5.000. Dạ rồi, một ly đậu trắng 5.000 của chú ơi. Nửa giá nữa thôi Dương ơi. Dạ 5.000 ly gì ơi. Dạ nhưng mà đợi giùm con nha. Không có đợi. Dạ. Nè ốc Dương, cưng múc nước cốt đi ốc Dương. Thấy ngon quá ba. Nè nè, múc nước cốt sẵn đi, cưng cứ múc nước cốt sẵn đi, đừng đợi chị ba. Dạ. Rồi múc nước cốt trước đi. Dạ chè đậu trắng. Cứ múc sẵn đi rồi chị Ba đưa qua. Dạ, để con xíu nha mấy cô. Nói nghe nè, cứ múc giá gửi luôn đi, khỏi để lớp mặt. Khỏi để lớp mặt hả? Cưng đẩy nắp đi. Dạ rồi, cho con cảm ơn bà luôn nha. Dạ, có gì lấy muỗng, lấy nắp giùm con nha mấy cô. Bà Năm hai ly phan cầm đi, bà Năm ơi, chừng nào đưa trẻ hay đưa tiền, để hồi con lộn á. Khỏi để nó cốt Dương. Để ly gửi thôi, một giá gửi vô cái ly thôi. Dì Hải hai ly phải không? Được nè. Cốt hai ly đi. Quá trời đắt luôn rồi cả nhà ơi. Nè, đưa đây. Dạ rồi, đợi con chút xíu luôn. Đây một ly nữa. Dạ dạ. Đây rồi thôi đi. Đợi chút xíu nghe Tư. Từ Tư ơi, đợi ăn về cho nó ngon. Rồi nè 20 nè. Múc cho cô 4 ly nha. Dạ. Cô 4 ly ha. Cái này là của ai? Hai ly phải không? Dạ dạ. Thôi thôi lại trước đi ta. Thôi đừng hối quá. Mua giùm bà 2 ly đi ha. Rồi từ từ đi mấy cô ơi, đừng hối quá. Rồi có bà Năm đủ 2 ly nè, 20 nè phải không? Dạ. Rồi Tư 1 ly nè, để con múc cho Tư. Dạ. Phai phải không? Rồi, đây. Bây giờ là không có kịp vô bọc rồi, cầm về giùm con luôn nha. Rồi, cảm ơn Tư. Rồi, có gì hấm 2 ly luôn nha. Coi nước cốt ấy lại chút nghe Dương ơi. Canh theo nước cốt nhiều lắm rồi. Khỏi nắp luôn hả? Đây của dì một ly nè. Hai ly luôn á chị, đợi em chút xíu nha chị. Em làm cho mấy cô này trước cái. Rồi của dì hấm luôn, 10.000, cảm ơn dì hấm nha. Trời ơi quá trời luôn. Nãy ai lại trước, nhớ nhắc con nghe, con múc trước cho. Con lâu múc chè không, con không để ý nữa. Đây, nè múc. Ủa ốc một ly phải không? Dạ lấy muỗng giùm con luôn nha. Đây muỗng. Trả tiền 2 ly luôn, 3 ly lên. 3 ly lên ha. Bà Năm 2 ly với bà Năm. Bà Năm ly nữa ha. Dạ. Rồi bà Năm để tiền nó đi rồi con múc cho bà Năm liền luôn. Dạ dạ. Muỗng này ha. Thấy đám con quá vậy. Nè, cô thả một ly nè. Cảm ơn nha. Chè đi. Không thiếu đâu. Thôi. Ít là lên chút đi. Ít miếng rồi Dương ơi. Dạng giá nha hả? Ừ. Đây phan cho thằng này trước bà Năm ơi. Rồi. Cảm ơn nha bé. Hôm nay là nồi đậu trắng là rất là hấp dẫn luôn nha. Đãi cô đi. Dạ tô luôn ha. Đầy tô đó. 5.000 thôi ha. Nè của bà Năm một ly. Của mợ mấy ly mợ? Của chị một ly hả chị? Tô ha. Tô 5.000 phải không? Có ăn chè nhỏ. Nè Dương, múc là cho gì này? Cái tô này của gì này? Nó. Cô mở mấy ly vậy? Hai ly cô Hu đợi con cái hả cô Hu? Gần kế bên nhà. Cảm ơn. Dạ. Bé một ly hả Bin?
2 ly phải không? Rồi để cho tiền cái ngay bên. 2 ly đây. 5. 2 ly 5 mà bán có 5 ngàn ly thôi. 2 ly nữa không ạ? 3 ly đi vô. 3 ly nữa phải không? Quá trời đắt rồi. Bữa nay là đắt quá. Rồi mở thối tiền cho mở đi Dương ơi. Là có chị 2 ly phải không? Rồi chị qua đây giùm em cái đi chị. Đây của chị nè chị ơi. Dạ rồi cho con gửi luôn. Con cảm ơn nha. Dạ. Vô vô chị mặc đi đi. Cho cái muỗng ta đi rồi để mưa kìa. Ước. Dạ dạ. Chị mấy ly? Một. Một ly phải không? Đây có chị 2 ly nè. Rồi cảm ơn nha. Gọi pin đợi chị tiền cái kia pin. Cái bên nhà pin ơi. Đẹp mà sao quay phim diễn biết. Tôi sợ mấy người nước ngoài phái tôi nữa mất công á. Trời ơi ghê chưa. Đây gì? Chị nè, chị một ly nè. Muỗng đây, muỗng đây. Rồi cảm ơn nha chị. Cho cái bọc đi. Cho cái bịch luôn nha. À rồi. Cảm ơn nha tụi em nha. Rồi cảm ơn chị nhiều. Mở 2 ly nữa đi. Mở 2 ly ha. Dạ. Bà ba ăn ly hả bà ba? Rồi. Đem lại cho. Nè, đưa cho ông Bin đó Dương. Ờ, Bin lấy cái muỗng cho ông Bin luôn. Rồi, đây chị gửi nha. Đây. 10.000 cho trả có 5.000 hả ông? Không. Chị mua mấy ly. 2 ly. 2 ly Dương ơi, 2 ly. Đúng rồi. Còn thiếu 10.000 nha. Ờ 10.000 đó. Thiếu đâu. Dạ, dễ gì ăn nó được đâu mợ ơi. Đây hái bà ba 1.000 trước nè. Con làm cho bà ba. Hoàng nóng gì phỏng cái vú rồi đó trời ơi. Rồi. Dạ, dạ rồi, có luôn. Nè, đậy nắp lại bà ba một ly xong tới mở 2 ly nè. Cô Thu 4 ly phải không? Dạ. Khách nhiều hết còn. Vậy rồi cho con gửi bà luôn nha. Muốn quá chứ hết đi tiền nó không. Khỏi muỗng luôn ha. Dạ cô Thu sao ha, mở hết hay gì? Cô 6 ly đó. 6 ly hả? 6 ly. Rồi lên giá nữa rồi. Đây cô mở 1 ly trước nè. Bữa nay là chè là múc bán không kịp luôn á cả nhà. Quá đắt. Giờ bán cho bả hết đi, ai lại mua nghe, còn như đưa tao hết, tao mở hết cho. Vậy đó ha. Ừ. Rồi đây, cảm ơn mở nha. Thay hết mở lại 10.000 luôn. Dạ. Bà đông 3 ly cái gì? Bà đồ ngủ thêm 3 ly nữa kìa. Bà giờ nó còn thích cái quý này dữ lắm luôn. Cái gì? Cái gì mà tức dữ ạ? Ly nữa. Lại quay nữa, lại lên cho quay lên clip nữa. Nó không chịu quay thì mình. Có gì mấy ly như vậy? Ly ha. Dạ. Cho chị 3 ly ha. Rồi. Ba mua nữa gì ba? Trời ơi không có 5.000 luôn rồi. Mua mấy ly nữa? Thôi 6.000 luôn đi. Dữ vậy? Cho Hiếu lại 1.000 đó chừng nào gặp trả. Dạ. Nè cái đó 2.000 nè, nè. Kìa bà có không cho bà nhóc xin trời. Kìa ô bà nhóc. Dạ. Ủa cái này sao có bàn tay. Đừng có cho thiếu nợ. Nếu bà đây nè, đổi nè. Đó. Rồi chắc hết rồi bà Năm ơi. Cả đưa bớt đi. Còn như là cô không nha. Có việc múc đi. Dạ dạ. Một ly nhiều ta, nhiều khi ta. Rồi con cảm ơn. Chè đâu trắng được mà dành ăn. Nè một ly nè. Ly ly. Ừ. Vậy để con tao bao hết nồi chè đó cho. Bọc đi, sách đi coi. Ừ. Bọc dạ ly, dạ. Bọc 1 ly thôi chị. Tiền của chị nè nha. Dạ dạ. Đây. Của chị là 3 ly. Có gì dọn cho tao hết trơn. Vậy đó ha. À gì vào Úc ăn nghèo chịu đó phải không? Hết đứa cốt tao cũng ăn chè không nữa còn có rồi đứa. Hết rồi, về về đi. 3 ly tao mất gì đặt chưa ăn bưng nắp. Rồi, đây. Kêu bà giờ ổn đây. Ủa? Rồi của chị 3 ly. Thối lại Úc Dương ơi, thối lại chị ba là 35.000. 35.000. Dạ. Dương ơi chia nước cốt ra nha. Nước cốt dư rồi. Dạ rồi, cho con gửi. Của vậy thêm ly nữa phải không? Ừ. Dạ. Lấy cái bọc đi để vô cho chị gì lấy bọc luôn. Mày cứ bán cái gì thôi mày cho gì mày quắt đi tao tới liền hả? Vậy đó ha. Dạ. Cho số điện thoại đi, cái gì alo nha. Cảm ơn nghe vậy. Bà năm ly ha. Ừ, lấy tiền trả nậu cho con kia rồi đó. Dạ. Có lại hết rồi cha nậu rồi, của tôi hết trơn rồi. Hết rồi, hết rồi. Đừng ai lại nữa nghe. Múc cho bà Tư ghiêng ly còn như cô. Bà Tư ghiêng ly nha, nè đậy nắp đi Dương.
Bây giờ là phân chia nước cốt ra nha. Ấy ra đi chè đã nước cốt nhiều đúng không? Dạ rồi, cho con gửi luôn. Dạ con cảm ơn. Hôm qua bà Nam lấy sao mua bà mấy đậu hai rồi hết rồi. Dạ hết trơn rồi đó. Rồi, để bà Tư đi. Giờ có nước cốt dư được xin vô ăn miếng bánh lọt luôn. Bà Tư cho con mượn cái khăn đó bà Tư. Dạ. Hết trơn rồi dì ơi. Hết rồi. Hết rồi Út ơi. Tại vì con mua tới 6 ly lận giờ còn có nhiêu, còn chừng 3 ly chứ gì. Dạ. Chịu hết, mời mốt ăn. Đúng rồi, mời mốt ăn đi. Này chắc còn khoảng 3 ly gì. Nó bánh ngon mà khéo nữa. Ngon hay trời, cái này ngon. Ừ, nấu mà nấu một cực khổ ra ăn chuẩn kén mà no rồi. Cái đó đưa cho bà Tư đi Dương. Bà Tư một ly nè. Trả luôn cho. Dạ rồi, cho con gửi. Dạ rồi. Bây giờ là vét nồi cho Út nha. Cái này là vét nồi cho Út đó nha cả nhà ơi. Chưa ăn cơm nữa. Đẹp chưa? Rồi cưng cưng múc vô đây cho chị Ba giá nước cốt. Bữa nào bán bánh gì nè, bánh dạo bột ngọt. Cái này là dạo ba ngày Út chịu nha. Này còn ly nữa đó. Rồi. Hết chè rồi. Nát ly 5 ngàn, nhận ly 10 ngàn rồi bà. Dạ 10 ngàn đó. Nấu chịu tiền. Dạ. Con nấu nhiều lắm rồi đó, một nồi đầy dung luôn đó bà Tư. Dạ không, con bán trên này không à. Con có bán dưới là Phan Út Dương à, chị vét trong nồi nữa. Đây cả nhà nó dính vô. Bây giờ là vét cho cô Hu hết luôn nha. Cái ly cuối hết hộn ly cuối luôn nè cô Hu ơi. Đây. Sạch nồi luôn. Ly cuối 10 ngàn. Rồi đây nè cô Hu ơi, con gửi luôn cộng miếng nước cốt đúng không, để vô ly nè, không vô vô ly nè, cái ly này nó dơ sẵn rồi. Sao vô ăn miếng bánh lọt, bánh lọt qua mua mà nước cốt bị hư rồi. Ơi chừa lại nhà mình còn 2 ly nha. Rồi giờ cho cô miếng. Ôi vậy đó hả? Trời ơi rồi bảo đầy thao luôn. Rồi nhiêu rồi đủ rồi. Đây. Nhiêu được không chị Ba, chừa lại nhiêu. Rồi được rồi em. Thôi nhiêu được rồi. Cho con gửi cô Hu nha. Rồi, của cô Hu là 15 ngàn. Hết nồi luôn cả nhà. Là 4 ly ha, 20. Rồi con. Dạ. 20 thối lại 30. Đây. Cảm ơn Hu nha. Người mão cuối cùng. Đếm đèn đếm dương. Trời ơi, mới lên bán được có chút xíu rồi cả nhà ơi. Không đủ mà chè bán cho mấy cô ở đây nữa. Cái này hành ít hết cô Hu ha. 170 ngàn. 170 hả? Ghê ta. Chị đứng lại đi. Đây 50. 100. 150. Không chắc lời cũng 20-30 ngàn chứ không có lỗ đâu. Dạ. Thì hôm nay á, hai chị em có mẹ có nấu cái nồi chè, rồi hai chị em có buổi trưa có lên trên sân trên đó, mấy cô ủng hộ quá trời luôn nha cô chú, bán rất là đắt luôn nha. Thì video của con đến đây cũng xin kết thúc. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye cả nhà.